khi mà mình ăn á chị, nếu mà nó bị ốp á là nó nhẹ tanh nè. Mình gầm lên mình sẽ thấy nó nhẹ tanh nè. Thậm chí có cứ nếu mà cứ nhẹ là tụi em bỏ ra liền, dẹp liền. Tại vì cái nguồn của em thì nó, tụi em có cái nguồn hàng rất là lớn. Có nghĩa là cả, nguồn chính gốc Cà Mau nhập lên. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em nhập một ngày tụi em nhập phải tụi em nhập chắc phải cỡ hơn nửa tấn á. Hôm nay thấy mâm cua được bán kiểu vỉa hè như thế này rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Ngọc sẽ review cho cả nhà ngày hôm nay một mâm cua rất tuyệt vời. Cua hấp nha. Ủa gì? Đều là mới hấp trong ngày. Là 100 ngàn. Mới hấp luôn á. Bên này là từ 70 tới 120 ngàn con ạ. Trời ơi hấp dẫn quá. Con này rất là nặng. Con này em 70 cái qua thôi. Cầm căng chịch luôn. Thì thấy nguyên đan nguyên kiện á. Có nghĩa là đầy đủ càng đồ này kia ấy cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ để lên đây. Ở đây là mâm này là cả nhà tự tự chọn tất cả luôn nha. Hộp cơm này. Ý là cua bự bao nhiêu, bao nhiêu? Dạ cua bự thì đáng giá khác. Còn khác bán giá sao cua bự? Thì mình 50 với 42 ngàn một con. 50 gạch hai. Gạch lỏng. Ủa mình bán là giá làm sao? Thấy anh chị. Dạ sao giá, chị giá làm sao á anh ạ? Dạ giá của tụi em hiện tại là tụi em đang bán cái như cái giá mà tụi em đang á là 100 ngàn một hộp ba con như vậy. Nhưng mà trên đây có được lựa không? Dạ ở ngoài đây thì lựa được, nhưng mà cái ngoài đây thì tụi em lựa ra những con mà size nó bự hơn á, tụi em không đóng vào hộp được á. Dạ thì em lựa ra thì khách nào muốn kiểu ăn những con mà đó, nó bự hơn rồi thì mình cứ lựa những con ngoài đây thôi. Dạ. Ngoài đây thì giá nó sẽ cao hơn xíu vì cái size nó to hơn. Cao hơn xíu là như tiền. Dạ tức là nó mỗi con ở đây nó sẽ tầm khoảng 70 cho tới 120 ngàn một con. Dạ. Những con vừa vừa ở vậy thì tầm đâu 70 thôi. 70. Còn những con 120 đó. Tụi em đều là tầm 70-80. Có mỗi con 120 thì nó hiện tại em chưa tìm thấy nó ở đây nhiều quá. Dạ. Tiếp khách nè. Tiếp khách kìa, tiếp khách. Làm nóng đây. Dạ hầu em mới hấp anh coi thử vậy là nhà cái hầm nóng này đúng không? Dạ cái đó chắc cũng tùy mình đi anh. Tại vì ăn nhưng mà nghĩ ăn liền là ngon luôn. Tại vì tụi em mới hấp cách đây có tiếng rồi. Ngọc thấy là ở đây có một cái mâm cua, cả nhà mâm cua và tôm rất là hấp dẫn cho nên ngày hôm nay á, Ngọc mới tìm hiểu và đến đây á, quay chia sẻ đến cả nhà nha. Ở đây nè. Ở đây em quay cho nó bự. Ở đây Ngọc thấy có địa chỉ nè, số 185B của Hoàng Sa, Tân Định, quận 1 nha cả nhà. Có số điện thoại ở trên đây luôn. Dạ, đây. Ủa mình dạ. Có cua, mình có tôm. Dạ, tụi em có cua, tôm, hàu và tụi em có chế biến nữa. Ví dụ như là sốt trứng muối nè. Sốt trứng muối, sốt dạ đây, sốt me, sốt ớt cay, sốt cà ri. Thì tôm cũng vậy luôn. Thì thường khách hay gọi nhất là cua trứng muối và cua me. Dạ, tại vì hai cái ăn rất là hợp. Với là tôm thì là tôm hoàng kim. Dạ tôm hoàng kim ăn thì nó cũng đã lắm. Hoàng kim cũng là trong muối đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mà tôm bên em thì như vậy. Cái thịt của nó rất là chắc. Đây giờ em cứ bóc lại một con. Cái thịt của nó mình có thể bấm vào mình thấy nó rất là chắc. Chị cứ bấm theo thử đi. Để thấy dạ. Tức là tôm em tôi càng xanh. Dạ. Hấp mới mỗi ngày dạ. Coi cái phần thịt của nó là mình biết dạ. Dạ vâng, tuyệt vời. Dạ vâng, tụi em nhập tới mức đó cho nên là cái chuyện mà nếu mà con nào ốp nào ốp thì nó mình xử lý rất là đơn giản thì tụi em có thể hoàn toàn bỏ đồ dạ. Nhưng mà mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? Dạ tụi em thì tầm 2:30. 2:30. 2:30 thì trưa á, tụi em bắt đầu bán rồi tới tầm 8 giờ. Dạ tới tầm 8 giờ thường là lúc đó là hết rồi. Vậy là ở đây là mọi người có thể là tự do thoải mái lựa như thế này ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Lựa cua hấp như thế này nha dạ, cả nhà. Mình đảm bảo chất lượng thì khách hàng cứ thoải mái thôi. Nhà tôm có 85 ngàn một hộp. Anh cứ bán. Ừ anh cứ bán đi. Dạ vâng. Anh cứ bán. Dạ rồi. Một chị mình lên hết này chị để em lấy hộp chứ. Dạ đúng rồi, hai con có bự hơn. 355 nha. Dạ. Dạ có mấy đồng quá trời. Mình lên bảo giảm cái này chị chưa? Mình bán được lâu chưa anh? Dạ tụi em mới bán tính ra hôm nay thì chắc là em được khoảng gần một tuần.
Thì mới mà chị. Lượng khách này là tuyệt vời rồi, còn gì? Dạ vâng, nãy giờ em thấy khách quá. Dạ đúng rồi, có thể là em nghĩ một phần là cái mức giá phù hợp. À. Dạ, cái thứ hai là cái chất lượng. Thì sự là cái khách mà quay lại á, khách quay lại còn em khá là nhiều. Dạ, rất là mừng chuyện đó. Chồng mía. Dạ dạ chị cứ bỏ ra đi chị. Dạ. Chị của chị đúng không? Dạ đúng rồi của chị nhé. Còn nó ngon. Ở đây một sống. Thôi thôi thôi. Dạ có đầy đủ. Rau chấm rồi đầy đủ chị. Chị dạ chị. Đây đây để mình bỏ mình nhé. Ra cùng mình 263 nha, bớt 13 ngàn nha, 260 cho chị ạ. Cái đó. Có hộp này. Dạ rồi. Dạ đây đây. Dạ đây. Như ba cái con đó là mình tính theo trăm gram hả? Dạ, tức là tụi em dựa trên cái size của nó thì à. Tụi em tính ra à. Dạ. Chị ơi, cái này là... Chị coi nè chị. 1.3kg. 1.3kg nó cho đồng. Dạ, 1.3kg nhưng 1kg là 350 thì em nhân lên cho chị. 350.000 1kg nếu là cua tươi nha cả nhà, còn tùy size là size giá, từng cái nó sẽ có từng size khác nhau. Giống như để hồi coi có 120, có 80, 70 rồi có 3 con 100 luôn. Tức là khoảng 4.6-3.7 anh. 4.3 thôi à. 4.6 thôi. Dạ anh, em đóng chị cái này luôn ha. Cái này mình cứ treo qua đi rồi em đóng thì một cái bịch sốt riêng. Dạ. Dạ rồi rồi. Đây đây mày em để em đâu. Cái này bao ăn nha, về em dạ rồi chị cứ chị nếu mà chị ở xa á chị cứ chụp hình quay clip lại chị gửi cho em. Dạ vâng em, tụi em nếu mà xa á không đổi được tụi em chị khỏe lại ha. Rồi bên chị đã chậm đây đây em dạ anh ơi mình gửi xe đi. Dạ anh ơi còn qua đây giùm em xíu nha. Dạ cua ở đây tụi em bán là 100.000 một hộp rồi chị. 100.000 một hộp này, còn sống ở đây á là 350.000 một ký. 350.000 một hộp thôi là sao? Rồi em bảo wow. Dù trời rất là mưa luôn á nhà, nhưng mà Ngọc thấy là khách đến ủng hộ rất là đông nha. Một cái điều Ngọc thấy là như vậy là rất là trộm vía luôn. Tại vì ở chỗ anh chị thì bán chỉ có mới mong gần một tuần thôi. Ở là cua phi phi hình như là trên TikTok và trên Facebook mình cũng có cả nhà, nhà có thể là gọi search thử tìm kiếm thử. Nhưng mà số đây là số 185B của đường Hoàng Sa Tân Định Quận 1. Cảm giác nó nặng tay á, chị cầm nhiều chị sẽ biết con này, ba con này đó chắc em lấy đi rồi chị. Tụi em là bao ăn nha. Dạ cứ nếu mà không có thịt á. Dạ đúng rồi. Em có làm gì nữa không hay là chị? Dạ có, tụi em có chế biến nữa. Đây. Dạ đây này chị. Menu chế biến của tụi em này là cua hoàng kim này, cua sốt me, ớt cay, cà ri, là tụi em tôm và cua tụi em đều chế biến được. Dạ chế biến thì nó sẽ thành là 145, tức là 45.000 đó là tiền sốt á. Dạ tiền sốt tụi em chế biến á. Dạ vâng chị cứ hỏi giùm em đi. Thì cua là me với là hoàng kim là ngon nhất, nhưng mà có nhiều khách vẫn thích những cái món khác. Cái này là sốt gì ạ? À? Sốt Singapore đó, đặc biệt. Sốt ớt cay đó chị. Sốt ớt cay. Đó là 350 một ký thôi. Cái cua này là hấp hết luôn đó hả? Dạ đúng rồi, tất cả là hấp, phải không luộc nha. Hấp thì nó mới ngon. Dạ còn luộc nó sẽ bị ứ nước ở bên trong. Dạ. Hai cách làm khác nhau. Với lại hấp á. Hấp mà cua phải sống á chị thì hấp nó mới không bị rụng chân rụng càng. Cua mà giữ nguyên chân nguyên càng là chỉ có thể là cua sống thôi. Còn cua mà không còn sống, không tươi á là hấp lên nó hôi lắm. Rất hôi mà nó còn chết, nó có đầu rụng chân hết. Dạ. Ngọc nhìn sơ ở trên đây là cả nhà thấy là nó rõ ràng, nó rất là nguyên luôn. Tụi em bao đổi từng con luôn. Dạ vâng, không phải là giá bình dân là không đủ nha. Dạ vâng. Cái tôm kẹo xoay bên kia cũng là hấp luôn cả nhà, nhưng mà xa xa là số gì ạ? Số me, chờ số me ngon. Vậy về đợi cho em khoảng chế biến là 5 đến 10 phút nha. Dạ để tại vì phải có chế biến lửa to nó mới thấm được. Dạ. Cho một cua số me thôi à. Okay.
hôm nay đó em đóng cho chị ha. Dạ bao chắc em đúng không? Dạ bao bao chắc. Tất cả bạn đều bao chắc. Dạ phía ngoài thì được tụi em báo cho. Nó cũng là những con cùng chất lượng như vậy luôn, mà cái size nó to. Nó bự hơn những con này. Mình nếu mà thường á, nếu mình mới mua mình cứ thử cái này đi chị. Thấy ngon thì mình quay lại mình ăn. Dạ. Sốt bên trong đầy đủ, chấm bên đầy đủ. Dạ, cứ lựa mình lựa đây thì nó tầm 70 ngàn đồng đấy. Dạ đúng rồi. Dạ 70 ngàn một con. Dạ đúng rồi, cái size mình hơn bạn. Cái size mình hơn. Mình cứ lựa thoải mái rồi đem tính sai khoảng cái đó. Dạ đúng rồi. Dạ vâng, mình cứ ăn thử. Ngày nào muốn bán hay không? Dạ ngày nào thì em cũng bán hết. Dạ đúng rồi, bán từ chiều á, là từ tầm 2:30 á. Dạ, tụi em chọn hàng 2 giờ thì tầm 2:30 thì em bán. Dạ, hầu dạ tụi em ship qua số điện thoại này. Tức là khi mà gọi thì em đặt kiểu con tôm càng xanh bên kia, thấy đây là cuốn hấp nhưng mà thấy càng này nó dính liền hết trơn. Con càng xanh là nãy nó nhiều tập mình cũng quên rồi, mình chỉ tập trung vô cua đó, tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Trong đây là đóng hộp để cả nhà mang về như thế này đó, tôm cũng mang về hộp luôn ha. Giờ cua trong đây ba con nặng 100 cũng đóng hộp luôn ha. Thôi bạn cứ bán đi nha, anh cứ bán đi nha. Dạ dạ vâng ạ. Để không giờ thì tụi em cũng có mấy phần chế biến nữa. Dạ, dạ, dạ. Để em coi cái phần chế biến em lấy mình coi thử. Một tôm nữa rồi. Rồi anh nào 4 con cua rồi ạ? Dạ rồi em nhận anh ạ. Đủ sốt đủ đâu cho anh rồi nha. Trong cái mâm này á, cả nhà thì sẽ là có nhiều loại ha, có thể 70-80 đó, nói chung mình loại khác nhau, nhưng mà trong cái hộp ở trong kia là ba con sẽ làm 100.000 đó cả nhà, để hộp mở ra cả nhà xem. Cái này là làm cái gì vậy? Dạ như vậy là sốt hoàng kim này chị. Hoàng kim hả? Dạ đúng rồi, một phần tức là cũng là một phần ở đây tụi em đem mua chế biến. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là một cái con đó mình tự lựa xong rồi mình chế biến thêm phụ thu hay là dạ, nó là rồi, nguyên phần như vậy luôn? Một phần. Dạ tức là tụi em chế biến thêm phụ thu á. Tức là như ở đây tụi em có cái này không lên được. Tụi em có đề giá ở đây này. Dạ tức là một phần 100 thì khi mà chế biến nó sẽ lên. Chế biến là 145.000 đó. Cái giá đó nó là cái giá mà tụi em xin thêm cái tiền sốt chế biến thôi. Cũng phải ấy quá. Chị lựa. Ủa nếu mà lựa là mình tự bóc vậy luôn. Dạ đúng rồi, mình cứ lựa đây, tụi em sẽ để một cái hộp. Dạ rồi thách cứ lựa. Ủa sao là người Hoa anh nhỉ? Dạ. Em thấy ghi là cua hấp và chính gốc người Hoa. Dạ tức là cái tất cả những cái công thức bên này nè đều là do đầu bếp của bên em á. Dạ đầu bếp bên em là đầu bếp người Hoa. À, dạ vâng, đầu bếp bên em đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Thì đầu bếp bên em sẽ là người mà đứng từ những cái thứ này, từ cái sốt, từ nước chấm đều là của người Hoa hết. Dạ vâng, đều theo đúng cái chuẩn đó luôn đó. Cho nên là tụi em luôn đảm bảo là cái này rất là ngon. Giờ cái này thì tụi em mới đánh xong, tụi em đang chờ anh shipper lấy đi giao. À vậy hả? Tại vì tụi em cũng có nhận qua điện thoại hay là app? Dạ tụi em nhận qua điện thoại thôi, tại vì không có lên app. Tại vì thật sự là số này là đúng không? Dạ cái số điện thoại này. À. Thì như em có chia sẻ lúc đầu á là mình kinh doanh truyền thống thì ví dụ như kinh doanh truyền thống về tất cả các mẫu truyền thống khác luôn. Thì cái lời người ta bán là người ta lời theo cái số lượng, bán được cái số lượng thì mới có lời. Dạ. Thành ra là những cái này nếu mà có lời nhiều thì tụi em sẽ đưa lên Shopee những cái app giao hàng á. App giao hàng. Dạ thì tụi em sẽ bán tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Nhưng mà thật sự là đưa lên đó thì coi như là không còn lời nữa. Dạ. Cái tụi em hoặc là phải lên giá xíu. Dạ đúng không? Rồi, nhưng mà như vậy thì nó lại không hay lắm. Tụi em thì lại không muốn là mình đã muốn bán cái mức giá bình dân rồi. Dạ. Mình đưa lên thì nó lại mất đi cái tiêu chí ban đầu của mình. Dạ. Thành ra là tụi em làm như vậy thôi.
Dạ. Nhưng mà tiếp cận gần với khách hàng hơn. Dạ vâng, nhưng mà vẫn được khách hàng ủng hộ. Dạ. Hồi nãy mới có một khách đặt giao qua bến xe ngay Phạm Ngũ Lão. À. Để khách đem qua Campuchia. Ủa vậy hả? Dạ vâng, em nghe em khóc. Dạ là xuất ngoại luôn rồi đó. Dạ đúng rồi. Hôm bữa cũng có khách lựa khách lựa 3 kg. Ở đây là cua cua, dạ, cua sống, cua sống chưa lột luôn á hả? À. Đây nè, cua sống chưa làm nè, trời ơi quay quẩy nha, rất là sống sống nhăn luôn trời. Cái này nó xuất nó mạnh lắm cả nhà. Đó. Cho cả nhà coi thôi, để chờ chị coi chị có mua không. Chị có ăn cua gì đó. Hồi kia 145.000 một. Một như vậy nè là 145.000. 145 là cỡ chế biến rồi luôn á nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái mâm rất là gọi là truyền thống không? Khi mà ban đầu Ngọc nhìn như vậy, Ngọc cũng thấy là truyền thống thiệt. Thì trưng ra xong rồi bán giống như cái cô chú anh chị người mình hồi trước á cả nhà. Có cả tôm, cả hào. Thì cua tụi em đây là tụi em có cả cua sống luôn. Dạ. Dạ để khách hàng có tới thì khách hàng còn biết. Có nghĩa là có mua cua sống được không? Có bán cua sống? Dạ có, tụi em bán là cua sống thôi. Ờ, cái bạn giá là dạ cua sống là 350.000 một ký à. Là cua thịt đó không? Dạ đúng rồi, tụi em bao thịt, có những con nó có thể có gặp luôn, ví dụ như nó con cái á thì thường nó sẽ có gặp. Nhưng mà đây với những con như vậy thì thường là sẽ có gặp nè chị. Nó là cua cái nè. Dạ cái yếm nó rất là to, là cua cái dạ. Còn cua đực thì cái yếm nó bé hơn, nó hơn tam giác này. Tam giác. Dạ vâng. Thì cua đực á thì thường là cái thịt nó sẽ chắc hơn, nó lợi cái phần thịt hơn. Còn cua cái thì do là cái phần kiểu cái trứng ở giữa, cái gạch ở giữa, dạ, cho nên là nó hay bị hơi bị mất thịt ở cái đoạn đó. Dạ thì có thể một số khách hàng người ta khách chưa có hiểu rõ thì khách nghĩ là cái phần đó nó bị ốp, bị thiếu thịt, nhưng mà nó không hề ốp, tức là nếu cái phần khác đều đầy đủ thịt hết. Dạ chỉ ở ngay đó là bị cái thịt của nó cái đó là phần gạch đó, cho nên nó không có nữa. Hồi nãy giờ lại có bán cho khách nào có gạch không? À thường chắc là nguyên con thôi đúng không, chứ đâu có chẻ ra đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em tại vì tụi em nó là tụi em đảm bảo là thịt thôi chứ không đảm bảo gạch. Dạ vâng, mình chắc chắn cái gì mình đảm bảo cái đó. Dạ chứ mình không có cái phần mình chưa chắc. Hai mươi chín á, 29. Nhưng đó là này là cua đực, đó là cua. Dạ đúng rồi, đây là cua cái này. Cái. Dạ cái phần này. Để cho chị mua đi. Nhìn cái mâm cua lên như là phát sáng trong màn hình đúng không cả nhà? Trời ơi, nhìn lên hình thì cả nhà đang thắc mắc là địa chỉ ở đâu. Thì lúc đầu Ngọc cũng có nhắc rồi, ở đây là số 185B của Hoàng Sa Tân Định quận 1 nha cả nhà. Sao cua 100k 3 con. Dạ không ạ. À. Cái đấy thì mình cua lựa á chị ơi. Giá từ 70 á. Cho em mượn một cái hộp 100k 3 con đi. Tức là tụi em cái này em cảm ơn nhiều sai. Ờ, dạ, nhiều tất sai. Tất cả đều là 100 hết. Dạ thì ví dụ như 100. Cái này là dạ, hai qua đúng không? Dạ đúng rồi, như hai con á thì nó sẽ sai nó to hơn. Dạ đúng. Hai con cũng 100 luôn chị ạ. Còn cái size nhập có 3 con không? Có nè. Đây là size bự hơn. Ở đây à. 3 con đây. Đây 3 con. Đó, nó, tụi em mới hấp á. Cho nên là cái hơi nó lên. Dạ nó cái hơi nó bị hấp. Mình có tháo ra sơ được. Đây là cái 100k là 3 con này cả nhà. Dạ đúng rồi, cái size nó sẽ như vậy nè. Càng đồ là. Dạ càng đồ đầy đủ. Dạ sao chị ơi? Dạ 350.000 một ký á chị cứ lượng rồi em cân. Dạ không, em cân tính tiền nha. Dạ cua sống 350 nha. Ở đây tất cả là từ cua ở trong đây. Từ cua 100.000 một hộp 3 con cho tới cua lựa hoài. Cho tới cua mà cua sống luôn. Tụi em đều bao là bao thịt hết. Dạ cứ con nào nếu mà cái ốp không có thịt là tụi em đổi hoàn toàn. Một hộp dạ vâng, bao đổi trả, bao đổi trong vòng 24 giờ luôn. Tức là tại vì nhiều khách người ta mua về nhưng mà người ta chưa ăn liền hay sau đó thì ngày mai quay là đổi được. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Ý là chị muốn lựa mang gì á, là lựa xong rồi chế biến được rồi đúng không? Dạ được luôn, bọn em chế biến tại chỗ của mình luôn. Nhưng mà kiểu kiểu thường ngày lựa cái size bự này hơn thì tính tiền sao ta? Con dạ, đó con thì đó. Bọn em con này được hả cái? Ở đây bọn em có cân cho mình luôn đó. À vậy hả? Quên quên có cân. Phải là bọn em tính bằng mắt hay gì không? Bọn em có cân đàng hoàng cho mình luôn. Cái này là con cua đực đúng không? Dạ đúng rồi, con này thì siêu thịt, cầm siêu thịt luôn hả? Cái này cũng thịt nữa nè. Ở đây cũng đực nữa nè.
Dạ. Không, mình lấy khoảng cỡ chừng 3 con thôi. Dạ. Nhưng mà mình muốn thường ngày là cái này là chế biến cái sốt gì ngon ta? Dạ. Bên em thì có hoàng kim, sốt me, sốt cay và cà ri cua. Hồi nãy anh chủ nói là cái sốt nào là bán chạy nhất? Dạ, thì hoàng kim á. Hoàng kim bên em. Ok, dạ. Ok. Vậy thôi con này nữa ha, con này là được luôn đúng không? Dạ. Để mình xem coi, giờ không có biết thôi. Lửa, ngọc lửa đại nha cả nhà. Con này đi cũng được, cái này chắc hai cái càng á này nè. Dạ. Rồi. À, cho mình cái đó cái mình sốt hoàng kim nha. Dạ rồi. Đó, bây giờ Ngọc sẽ mua về và chuẩn bị review thử cho cả nhà nha. Cái đó là bao nhiêu em? Dạ của mình 257 nha. Bớt mình lấy 255. Ok ok. 255 ha. Rồi. Mình làm cho sốt cho mình em ăn gì luôn. 50 luôn. Rồi, lấy 250. Rồi. Ok, mất nhiều kim đúng không? Ờ đúng rồi. Dạ. Sầu quá. Thì xin cô phỏng vấn nhân viên à? Thì phỏng vấn nhân viên, phỏng vấn em nha. Rồi ok, phỏng vấn em nha. Ok, phỏng vấn em. Tùy thân phận. Cha gì kìa? Hoàng kim là trứng muối đó. Dạ đúng rồi, trứng muối đó. Thôi tôm sốt hoàng kim đi. Rồi, một tôm kim. Bây giờ lấy combo nhiêu tiền? Không, cũng bằng vậy á. Vậy anh ơi. Xếp vào kia hay là xếp vào đây luôn? Đúng rồi. Em quay đó. Dạ. Mấy bạn này từ qua coi á. Dạ. Dạ, mấy anh chị bên kênh nhiều qua coi. Dạ, quảng cáo dữ ha. Đúng rồi. Em đâu có quay. Thấy đẹp rồi quay thôi. Tại tụi em bán truyền thống anh. Bán truyền thống không? Bán truyền thống mà hải sản thì cái thấy đi. Cái lời nó không có nhiều. Cái này thì chắc là sợ hay không biết mà. Dạ. Chỉ có bán mình chỉ bán theo cái số lượng á. Giờ sức mình bán được nhiều thì mình mới có lời thôi. Dạ, cái này là cua Cà Mau. Cái hào dạ, đúng rồi. Tức là tụi em là nhập mới mỗi ngày. Cứ mỗi sáng là tụi em tới tầm đâu 11 giờ trưa. Okay. Tới là tụi em hấp liền luôn. Hấp liền là như vậy luôn. Lên đây luôn. Dạ.